Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục chính sách mới của kênh YouTube Thư viện Pháp luật. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập chính sách liên quan đến người lao động nữ làm trọn ngày đèn đỏ. Trong những năm qua, bên cạnh việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động nói chung, thì những chế độ và chính sách đối với lao động nữ nói riêng cũng được quan tâm một cách kịp thời, từ việc tạo việc làm, đảm bảo thu nhập cho tới vấn đề sức khỏe của lao động nữ, nhằm giúp lao động nữ có thể phát huy hiệu quả năng lực nghề nghiệp, kết hợp hài hòa giữa cuộc sống lao động và cuộc sống thường ngày. Từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, Nghị định 145/2020 Nghị định Chính phủ hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực. Trong đó có nội dung nổi bật về chăm sóc sức khỏe dành cho người lao động nữ. Cụ thể, quy định lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào thời giờ làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc, thì ngoài tiền lương được hưởng theo hợp đồng lao động, lao động nữ còn được trả thêm tiền lương theo công việc mà mình đã làm trong thời gian được nghỉ. Thời gian làm việc này sẽ không tính vào thời giờ làm thêm của người lao động. Tức là lao động nữ làm trọn ngày đèn đỏ không nghỉ 30 phút tính vào giờ làm việc mỗi ngày, tối thiểu 3 ngày một tháng, thì ngoài việc được hưởng nguyên lương ngày đó sẽ được nhận thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ với hai điều kiện. Thứ nhất, lao động nữ chủ động không nghỉ. Thứ hai, người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm. Như vậy, nếu người lao động muốn làm trọn ngày nhưng người sử dụng lao động không đồng ý, thì người sử dụng lao động không có nghĩa vụ phải trả thêm tiền lương cho người lao động. Hy vọng những thông tin trên sẽ cung cấp cho người lao động nữ những điều cần biết để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe bản thân của chính mình. Xin chào và hẹn gặp lại!